Sư cho con hỏi bác chánh đạo liên hệ như thế nào đến tứ niệm xứ sư có thể dặn rõ khi thực hành tứ niệm xứ thì từng chi phần trong bát chánh đạo đó hiển lộ như thế nào đầu tiên á quý vị phải có chánh kiến trước thì mới biết được đây là phương pháp thực hành tứ niệm xứ và đây không phải phương pháp thực hành tứ niệm xứ và đây là cái mình cần phải làm khi thực hành tư niệm xứ đây là cái mình không được làm khi thực hành tư niệm xứ và rồi trong cái pháp mà quán tâm trên tâm quý vị phân biệt rõ đây là thiện đây là bất thiện đây là tham đây là sân đây là si đây là tham liên quan đến dục đây là tham không liên hệ đến dục nó là trách nhiệm của anh chánh kiến hmm. Cái thứ hai là tránh tư duy. Khi quý vị thực hành tứ niệm xứ thì hiển nhiên quý vị phải ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy thì quý vị mới thực hành tứ niệm xứ một cách đúng đắn được. Đó là cái điều kiện nền và điều kiện cần khi thực hành tứ niệm xứ đừng có nói với sư là cái dục tư duy xuất hiện mình chỉ biết nó là đủ ờ, đó là đối với hai hạng người một là cái hạng uh, sơ cơ sơ cơ uh, mới thực hành uh, gia long bên ngoài họ mới có cái ảo tưởng như vậy cái thứ hai là người không biết gì về tứ niệm xứ hoặc là hiểu sai tứ niệm xứ họ mới nói như vậy chính xác mà nói. Khi mà quý vị thực hành tứ niệm xứ cái dục tư duy nó có thể sanh khởi nhưng mà mình biết ngay và mình giải quyết nó ngay. Nha. Yeah. Chứ không có chạy theo dục tư duy. À, sân tư duy cũng vậy và hại tư duy cũng vậy, vì ấy không chạy theo nó, phát hiện ra nó, giải quyết nó và không chạy theo nó. À, cái này thì những cái người thực hành tứ niệm xứ một cách đúng đắn và có kinh nghiệm sẽ thấy rõ chuyện này cho nên là vì đó khi thực hành tứ niệm xứ thì cũng phải ly dục tư duy vô sân tư duy và bất hại tư duy cái thứ ba à, là mình quý vị đó, phải giữ giới trong sạch ha, bằng thân và bằng khẩu tức là khi đó quý vị đang giữ gìn? chánh ngữ và chánh nghiệp giới phải trong sạch khi thực hành tứ niệm xứ ừ. rồi uh, quý vị phải nỗ lực như sư nói như lời đức phật đề nghị từ khi mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt lại nó thuộc về chánh tinh tấn uh, rồi uh, chánh uh, chánh mạng nữa chánh mạng tức là khi quý vị thực hành tứ niệm xứ À, mình đâu có đi um, làm ăn mua bán gì đâu làm ơn làm phước dùm sư ha. làm ơn làm phước dùm sư đừng có đem thiền và đời sống ra đây nói với sư cái đời sống thiền là một đời sống hoàn toàn dành trọn thời gian cho việc giữ gìn chánh niệm mà với những người thật sự thực hành chánh niệm trong tứ niệm xứ một cách nghiêm túc thì chắc chắn vị ấy sẽ không thể nào đi làm trừ một vài trường hợp đặc biệt nhưng mà cái trường hợp đặc biệt đó không bao gồm mình đừng có thấy cái anh học sinh giỏi ảnh học rồi ảnh chơi game À, mình là cái đứa ngu nhất lớp mà mình cũng chơi game mà mình nghĩ hai cái đó nó khác nhau à, hai cái đó nó giống nhau không phải anh học sinh giỏi anh chơi game là bởi vì ảnh bài tập ảnh xong hết rồi nhiệm vụ ảnh xong hết rồi ảnh chỉ đơn giản anh giải trí thôi và anh chỉ giải trí có chừng mực còn cái thứ như mình á bài tập thì còn cả đóng chưa có xong à, mà mình giải trí thì nó lại không có chừng mực thành ra đừng có so sánh với nhau nó kỳ cục lắm Thành ra sư nói đó làm ơn làm phước dẹp cái cái vụ mà đi làm mà giữ gìn chánh niệm qua một bên. Ờ nó có thể trong một phút giây nào đó trong công việc ờ nhưng mà nếu như mình thực hành một cách nghiêm túc nha, sư đang nói là thực hành một cách nghiêm túc thì uh, nó là hai phạm trù khác nhau. Thành ra đó quý vị sẽ có tránh mạng. Ừ và ngay cả đối với những vị hành giả tứ niệm xứ thì vì đó cũng sẽ làm những cái việc đem lại thu nhập cho mình uh, một cách không có phạm giới thì nó vẫn thuộc về chánh mạng. Đấy. Chánh niệm thì chắc chắn là có rồi. Chánh uh, định thì khi quý vị thực hành tứ niệm xứ bắt buộc mình phải có cái tâm định ở mức độ nhất định. Ừm. Uhm. À, và cái mức độ định này đó ở mỗi cái à, truyền thống à, sẽ khác nhau ví dụ như truyền thống của pha ốc sẽ yêu cầu mình là phải có đạt đến tứ thiền cái định của tứ thiền à, còn một số truyền thống khác thì yêu cầu định nó sẽ thấp hơn à, cho nên là cái yêu cầu định thì nó khác nhau nhưng vẫn phải có tại vì nếu như không có định tâm của quý vị sẽ không thể tập trung vào tứ niệm xứ được cho nên khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì tám chi phần của bác chánh đạo nó vẫn ở trong đó nó không có tách rời nhau ra